xin chuyên gia cho biết cách khắc phục bệnh sưng khớp chân ở vịt ạ. À, vâng, cái hiện tượng là viêm khớp ở vịt nó có rất nhiều các cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là do thiếu khoáng và do thiếu vitamin B1. Thì trong trường hợp này là vịt vẫn ăn uống bình thường, và ở cái giai đoạn đầu thì có hiện tượng là chân co rúm và đi lại khó khăn. Thì thế vậy để khắc phục hiện tượng này thì phải dùng cái vitamin B1 và khoáng bổ sung vào khẩu phần thức ăn. Thế vậy khoáng là dùng pyrimidin khoáng. Thế còn vitamin B1 thì bằng cách là bổ sung cái B complex vào trong khẩu phần ăn và bổ sung liên tục từ 10 đến 15 ngày. Thì đấy là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là do cái hiện tượng nhiễm khuẩn. Do hiện tượng nhiễm khuẩn. Thế vậy thì nếu mà do cái hiện tượng nhiễm khuẩn thì cần phải dùng thuốc kháng sinh. Thế vậy thì cái thuốc kháng sinh mà có tác dụng mà đối với viêm khớp do nhiễm khuẩn thì anh có thể dùng một trong các loại thuốc sau đây. Thứ nhất là dùng gentamicin hoặc là gentatilo hoặc là dùng amoxicillin nha. Tức là một trong ba cái loại thuốc đó tiêm cho vịt liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và đặc biệt trong trường hợp này là phải dùng thuốc giảm viêm. Thì thuốc giảm viêm ở đây là có tác dụng đối với khớp thì anh phải dùng diclofenac. Nhớ là diclofenac ở dưới dạng viên. Thì anh dùng với cái liều lượng theo chỉ dẫn trên cái bao bì sản phẩm, hoặc là cũng có trường hợp là diclofenac ở dạng dung dịch thì anh pha cũng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Hoặc nếu mà dùng dạng tiêm thì anh tiêm cũng được, nhưng mà tiêm theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Tức là phải có sự phối hợp giữa kháng sinh với thuốc giảm viêm diclofenac. Thì đây là trong trường hợp mà viêm do nhiễm khuẩn thì anh cần phải lưu ý như vậy. Và trong trường hợp này nếu không có diclofenac thì có thể dùng là prednisolone cũng được, nhưng mà prednisolone thường không tốt bằng diclofenac. Nếu mà dùng prednisolone thì người ta dùng dạng viên một vỉ 10 viên, thì dùng cho một vỉ 10 viên là dùng cho hai tạ vịt hoặc là hai tạ gà. Hoặc là trong trường hợp diclofenac dạng viên thì cũng một vỉ 10 viên thì người ta dùng cho 3 đến 4 tạ gà. Còn trong trường hợp mà tiêm hoặc là dùng cái dung dịch thì theo cái chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm thì nó có tác dụng rất là tốt. Tất nhiên song song với cái các kháng sinh và cái giảm viêm thì anh cần phải bổ sung, cũng là bổ sung vitamin ADE, bổ sung pyrimidin khoáng và bổ sung B complex vào trong khẩu phần ăn hàng ngày, và dùng thuốc để tăng cường giải độc như glucocase kết hợp với giải độc gan thận như là forentic hoặc là boganic thì hòa với nước cho vịt uống liên tục từ 10 đến 15 ngày. Còn cái môi trường thì cần phải thay chất luộn chuồng và dùng thuốc sát trùng để phun cái chuồng nuôi và phun cả cái nguồn nước mà chăn thả vịt. Trong quá trình chăn nuôi phải thường xuyên phải giữ cho chuồng nuôi phải thường xuyên sạch sẽ khô ráo, và không được để cái chuồng nuôi thường ẩm thấp và bẩn. Thì với cái biện pháp trên sẽ khắc phục được cái hiện tượng là viêm khớp ở vịt.